Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Pháp Edouard Philippe để trao đổi một số biện pháp hợp tác trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thúc đẩy quan hệ song phương. Tại buổi điện đàm, hai thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Pháp thời gian qua trong các lĩnh vực. Thủ tướng Edouard Philippe đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam về vật tư y tế mà chính phủ, các địa phương, các tổ chức và cá nhân Việt Nam gửi cho chính phủ và nhân dân Pháp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ các nỗ lực của chính phủ Pháp trong kiểm soát dịch bệnh, nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Pháp và tất cả đối tác để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay hai thủ tướng đánh giá cao các bước phát triển quan hệ giữa việt nam và eu nhất là việc thúc đẩy đi vào triển khai evfta và evipa đề nghị quốc hội pháp sớm hoàn tất phê chuẩn evipa hai thủ tướng cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm bày tỏ hài lòng với sự hợp tác chặt chẽ giữa việt nam và pháp trên các diễn đàn đa phương khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường cũng như gìn giữ an ninh ổn định bảo đảm tôn trọng luật pháp quốc tế tại các khu vực cũng như trên biển đông